Làm thế nào để kiểm soát toàn diện những chuyển biến trong cơ thể bạn? Đã có cường sức khỏe và phân tích dị số cơ thể Canita BC859. BC859 là cân điện tử đo thành phần cơ thể được sản xuất hoàn toàn tại Nhật Bản, lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Vậy nó vận hành như thế nào? Sử dụng công nghệ phân tích điện trở kháng sinh học, BC859 tác động một dòng điện cường độ thấp và an toàn lên cơ thể nhằm ước tính các chỉ số thành phần cơ thể. Với 7 chức năng: cân nặng, chỉ số khối cơ thể, tỷ lệ phần trăm mỡ, khối lượng cơ, tỷ lệ mỡ nội tạng, tỷ lệ trao đổi chất, tuổi chuyển hóa. Bằng việc đo lường chính xác 7 chỉ số trên, BC859 giúp bạn dễ dàng kiến tạo một chế độ dinh dưỡng và luyện tập hợp lý nhất cho cơ thể của mình. Được thành lập vào năm 1944, Canita chiếm hơn 50% thị trường cân điện tử tại Nhật Bản. Với 30 triệu sản phẩm được bán ra trên toàn cầu, Canita là lựa chọn hàng đầu được các bác sĩ và chuyên gia y tế tin dùng. Hãy cùng Canita kiểm soát toàn diện sức khỏe của bạn.